Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 22. Và hôm nay đã là ngày thứ 5 của khóa tu rồi. Đại chúng có khỏe không? Có an ổn chưa? Thường á, mình phải an cư mới lạc nghiệp. Chỗ ở phải yên thì tu mới vững. Cho nên mình phải an cư. An cư nghĩa là mình ở chỗ yên. Có nhiều khi mình chưa có đủ cái nghị lực, chỉ một cái chỗ ở nó hơi lăng tăng thì mình đã bất an hơn là cái chỗ. Cho nên mình biết là mình chưa thật sự an cư. Các vị xuất gia mỗi năm phải có 3 tháng an cư. An cư nghĩa là mình ở yên một chỗ. Thì ngoài cái ý nghĩa là cái thân mình ở yên á, nó còn muốn nhắc nhở mình cái tâm mình ở cho yên. Mình ở cho yên cho nên mình không có bị những cái bên ngoài nó cuốn lôi. Hôm nay đã là ngày thứ 5 của khóa tu. Và Pháp Hòa xin thưa đại chúng là mỗi sáng ngủ dậy á, thì cái việc đầu tiên mình phải tuyên bố hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu. Thí dụ ngày mai mình ngủ dậy, hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu, nghĩa là cái khóa này mình chỉ được có 11 ngày thôi. Mà nói 11 ngày nhưng mà mình đã bị 3 ngày chưa vô, rồi ngày cuối nó cũng chưa có gọi là trọn một ngày, thì nói cho sang là 6 ngày. Chứ còn mà trừ đổi cái ăn thôi, mà cái ăn ngày ba cử là hết mấy tiếng rồi. Ngủ ngày mấy tiếng rồi thì đủ rồi, cuối cùng tu có 3 buổi 24 tiếng, tu đâu chừng 5-10 tiếng là cùng. Vậy thì đâu có cho phép mình phung phí nữa, không có cho phép mình phung phí thời gian nữa. Mà cái quỹ thời gian của mình nó ngắn lại, không cho phép mình phung phí. Cho nên đừng để thời giờ của mình vào những câu chuyện không cần thiết. Đừng để thời gian của mình bàn luận những điều không cần thiết và thiết thực cho những ngày tu học ở đây. Mình khổ sở, mình sất bất sang ban để được có giờ phút này, mà không trân quý từng giây phút mình tu nữa thì không biết mình làm ăn gì nữa giờ. Đó là sự nhắc thôi. Cho nên mỗi ngày mình ngủ dậy, nếu mà ai mà cạo cái đầu rồi đó thì được có cơ hội lấy cái tay xoa lên cái đầu mình, gọi là ma đảnh. Chữ ma là rờ, sờ lên. Đảnh là cái đỉnh đầu của mình. Mình rờ lên để làm gì? Không phải để cho nó nhột nhột cái tay, mà rờ lên để nhắc mình bây giờ mình là người xuất gia. Tại vì cái tướng xuất gia của mình đó là đầu cạo, mặt y, cho nên bây giờ mình có được cái tướng. Bây giờ nó đòi hỏi cái tâm. Cái tâm mình có xuất gia không? Nếu mà tâm mình và tướng mình tương đồng xuất gia thì mình gọi là gì? Khác với người thế gian. Tâm hình dị tục. Người đi tu là người tâm hình dị tục. Cái tâm và cái tướng của mình, hình tướng của mình, nó phải khác với người thế gian. Tại sao? Tại vì nếu mình y như người thế gian thì mình sẽ bị sống theo cái cuốn đó, cái lôi đó. Còn mình không có cái đó thì mình khỏe. Ví dụ như người đi xuất gia mà rồi á, tới giờ mà đi đâu á, thì chỉ cần coi ngó lại cái vỏ của mình coi có bằng chải đánh răng không, và có cái dao cạo tóc không, chứ không cần coi có đem hũ gel không, có đem mà cái cây cuốn cuốn nóng nóng cho nó tóc nó quăng không. Không có cần phải coi coi rồi đem cái đồ mình cột lên để mình gọi đầu, tóc nó không có bị. Và thậm chí không cần phải lo lắng bất cứ xà bông gì.
Nhiều lúc thưa đại chúng, không có miếng xà shampoo đúng nghĩa là để gội đầu nữa. Cái shampoo tắm cũng xài được. Nói như vậy để làm gì? Để mình biết rằng cái vị của mình, nghĩa là mình, cái khác của mình là nó khỏe ru. Người miền Tây kêu là khỏe ru bà ru. Cho nên xuất gia có ba nghĩa. Tập đâu hết rồi? Lúc mới nhập ngũ phát cho cuốn tập. Chắc để viết thơ cho má. Ai chưa có tập phát cho cuốn tập để viết á? Không có hả? Vậy chỉ có đâu đưa. Em nói vậy để đỡ quê. Mỗi người có một cuốn tập, có một cây viết, chai dầu đó để nấu ăn, dầu đó dầu ăn. Nếu mà ai không có thì lát nhớ xuống pháp xá. Rồi kìa kìa, khoe kìa. Xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Chữ xuất nghĩa là mình ra khỏi. Chữ nhà gia nghĩa là nhà. Mình ra khỏi nhà nghĩa là mình bị đuổi. Thật sự ra mình không còn ở trong cái căn nhà bình thường của mình nữa. Nhưng mà bây giờ mình đi vào một căn nhà khác. Căn nhà này là nhà của từ bi, nhà của trí tuệ, nhà của giải thoát. Chứ thật sự ra khỏi cái nhà nhỏ, ở cái nhà bự mà. Phải không? Như vậy thì đâu có nghĩa là mình ra nhà. Đây là biểu tượng. Cái nhà là biểu tượng cho cái chỗ mình trú thân, mình ở. Nhưng có những nơi mình ở nó chỉ bức bách, khổ đau. Có những nơi mình ở nó làm cho mình hạnh phúc, an lạc. Có những vị đi về nhà, thăm nhà, đi xuất gia rồi về thăm nhà, ở không được lâu. Tại quen cái không khí ở trong chùa rồi. Về nhà thăm chút thôi, chứ ở lâu không được. Vậy thì cái nhà mà mình ăn ở đây đó là cái từ bi lớn. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói đó, từ bi lớn làm nhà đó, y nhu hòa nhẫn nhục đó. Thì cái nhà mình ra khỏi đó là nhà thế gian. Và bây giờ mình đi vào một căn nhà giải thoát. Cho nên cái nghĩa đầu tiên của chữ xuất gia là xuất thế tục gia. Ra cái nhà theo cái nghĩa của thế gian. Tại vì cái nhà đó là cái sự sinh hoạt thuần theo thế gian. Là có vợ, có chồng, có con cái, có ăn uống, có nhậu, có chơi. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đó là cách sống của một gia đình thế gian. Nhưng mà cách sống của một gia đình giải thoát là sáng ngủ dậy ngồi thiền tụng kinh. Lơ trên dưới đều là một thuần, một cái hình ảnh và cái môi trường tăng trưởng sự tu tập. Nó cũng cái nhà thôi, nhưng mà hai cái môi trường nó khác. Ví dụ quý vị ở đây, dù cực cỡ nào, nhưng mà cái môi trường tu nó vẫn có. Nhưng mà nếu như mình ở nhà mình á, mà mấy ngày nay kiểu như vậy là ngủ ly bì rồi. Ngủ ly bì, ngủ mấy ngày mấy đêm, ngủ trả thù. Nhưng mà mình đến đây rồi thì cái môi trường này không cho phép. Chẳng hạn như mấy ngày đầu vì hoàn cảnh cho nên mình ngủ tới 6 giờ. Bắt đầu ngày mai là hết rồi. Phải dậy sớm như thường lệ. Vì cái môi trường đó là cái môi trường của sự nỗ lực và tinh tấn. Cho nên xuất thế tục gia. Thế tục là người ta sống theo cái phàm tình của thế gian. Còn cái nhà giải thoát thì nó khác. Thứ hai là xuất phiền não gia. Ra cái nhà phiền não. Nhà này là mình rất cần để đi ra.
Thật sự ra trong mấy trăm người thì dễ gì mấy ngày qua không từng nổi phiền não. Phiền não nhẹ, phiền não nặng, phiền não trách móc, phiền não bực bội, đủ kiểu hết. Mặc dù ở một cái tập thể mình nói vậy thôi, nhưng mà trong bên trong, nếu mà mình không thắng được, thôi thôi phiền quá, thôi đổi vé đi về sớm đi, làm gì mà không khởi cái tâm ý đó. Nhưng mà nếu mà mình có khởi thì mình sẽ có cơ hội. Ủa, như vậy nghĩa là mình đến đây cầu cái gì? Cầu một sự sung sướng và thoải mái. Không thoải mái thì kiếm chỗ dông, không có tội gì hết. Nhưng tu là phải thấy, tu để thấy mình, thấy mình trước hết, trước khi mình thấy người. Mà mình tu hồi mình thấy người khác không, mình không thấy mình. Thấy người này dở, thấy người kia thế này thế kia. Và thậm chí mình thấy xong rồi mình còn đi thuyết giảng, khiều khiều, đừng chơi với cái bà đó. Kỳ lắm. Tức là mình sống theo thế gian là mình ghét một người và mình cũng muốn người khác ghét chung. Đó là cách sống của thế gian. Mình thích ai rồi cái là mình giới thiệu, mình quảng cáo, mình promote cái người đó lên. Đó là cách sống của thế gian. Còn cách sống của người tu là không phán xét người khác, mà phải tư duy, phải nhìn cái hành động, lời nói, việc làm của họ. Và thậm chí nếu họ có dở đi nữa thì chúng ta im lặng nhận biết, vì đây không phải là việc của mình để phán xét. Cho nên mình, nếu mà cái người có tu tập thì mình sẽ thấy được cái cách tu. Còn không thì mình cũng ở trong một môi trường tu, nhưng mà cái mình trôi theo cái kiểu của thế gian. Mà trong cái bài sám chúng ta tụng, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui, chưa bao giờ quay nhìn lại, chỉ thuận theo cái dòng đời. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, tùy theo cái sanh tử đó mà nó trầm bổng đi theo. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thấy cái sắc đó rồi mình đắm đó. Cho nên người tu còn có một cái nghĩa là đi ngược dòng. Đó, mấy ngày nay mình đi ngược dòng hết đó. Còn nếu mà mình thuận dòng là mình đã dông rồi. Mình thuận dòng là mình đã dông rồi. Chỗ nào tiện lợi an ổn mình tới, chỗ nào bất ổn bất an thôi chạy trước trong 36 kế. Thấy không? Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Trong 36 kế, cái kế gì? Tẩu. Tẩu là chạy á. Chạy là cái kế thượng sách nhất. Hồi xưa người ta gom mấy kế lại, người ta làm thành một cái bộ sách tam thập lục kế. Điệu hổ ly sơn là một kế này. Anh hùng cứu mỹ nhân là một kế. Khổ nhục kế là hai nè. Nhất thập nhị điểu là bốn kế nè. Đó, mấy cái đó là kế hết á. Và người ta gom nó lại, ta thành ra một cái 36 kế. Và cái kế cuối cùng là chạy. Cho nên mấy ngày nay em cũng tính dữ lắm. Nhưng mà em nghĩ là em nói chạy sao khỏi nắng. Tẩu vi thượng sách. Không hề tội lỗi gì. Nhưng mà nó sẽ, nếu mình chịu nhìn lại thì mình sẽ hiểu mình là ai và mình đang cầu cái gì. Mình có thật sự xả thân cầu đạo chưa, hay là mình chỉ theo cái nghĩa là xả phú
cầu bần. Ai đi xả phú cầu bần? Xả phú cầu đạo. Đức Phật mình không phải là xả phú cầu đạo sao? Tự nhiên là đang làm ông hoàng tử với cái xả phú cầu bần, đang làm hoàng tử với cái bỏ hết cái áo của hoàng tử để mặc cái áo của ông thợ săn, đi rong rong ở trong rừng vậy. Hỏi làm gì? Xả phú cầu bần. Rồi rốt cuộc suốt đời cứ như vậy hoài sao? Đâu có được. Xả phú cầu đạo, xả thân cầu đạo. Mình phải, chữ xả đây có nghĩa là mình chết, nghĩa là mình trải mình ra. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng sống được với nó, gọi là xả. Xả cái thân của mình. Nếu mà quý vị nhìn kỹ, có phải mấy ngày nay biết bao nhiêu người đã xả thân cho mình không? Biết bao nhiêu người xả thân cho mình? Trong khi mình ngồi ở trong một cái chỗ yên ấm không mưa thì người ta đang ở ngoài mưa làm việc cho mình. Mình không thấy. Tại sao mình không thấy? Chữ thấy đây không có nghĩa là không có mắt. Mình có thấy nhưng không có nhận biết. Thấy vậy thôi. Thì cái này gọi là thấy mà không thấy. Trong cuộc đời này nhiều khi mình thấy ta khổ, mình đi ngang bình thường, đi về thấy một bao rác rồi đi ngang hỏi gì vậy, dạ rác, rồi đi lên lầu vậy đó, mình cũng thấy vậy. Nhưng mà trái tim nó không rúng động thì cái này chỉ là cái thấy của con mắt nhục nhãn thôi. Còn nếu mình thấy cái sai, cái trật mà trái tim mình rung động rồi mình chỉnh, mình sửa, cái đó là mình thấy của thiên nhãn, của Phật nhãn, của Pháp nhãn, chứ không phải thấy bằng con mắt của phàm tình, gọi là nhục nhãn. Ai không thấy? Tôi thấy cái đó sai, tôi thấy cái đó rớt xuống đất vậy đó, nhưng mình đi ngang tỉnh bơ vậy đó, thì cái này thấy như không thấy. Hoặc là mình nghe cái người ta gọi kêu khổ nhưng mình nghe bình thường, không có gì rung động hết, thì cái này nghe mà không nghe. Cho nên cái nhà phiền não đó. Chứ phiền não là gì? Nghĩa là cái gì làm cho mình bất ổn, cái tâm mình nó không còn bình thường như xưa nữa. Có những khi mình đến đây, mình chưa bao giờ biết cái ô này nó ra sao, mình chỉ quyết một chữ trong đầu thôi, đi tu. Nhưng mà khi đến rồi thì cái chữ tu nó lu mờ đi, và những cái chữ khác nó có mặt, như là tiện nghi, như là thuận lợi, thế này thế kia. Pháp Hòa nói như vậy không có trách, không có gì hết, nhưng mà hướng dẫn đại chúng có một cách quán chiếu tư duy để mình sống, mình tu, mình phải biết nhìn mình. Thế nào gọi là quán chiếu? Thế nào gọi là quay lại với chính mình? Khi mình thấy được chính mình thì mình sẽ cố gắng. Ví dụ mình đi ngang mình không thấy cái mặt mình nó dính thì mình đi tỉnh bơ à, tại mình rất tự tin. Nhưng lỡ ai đi ngang cái khều khều chỉ là bắt đầu mình sợ lên liền, không biết mặt mình dính gì, lật đật kiếm chùi, không biết chỗ nào chùi đại. Tại vì mình luôn luôn muốn mặt mình phải sạch, mình luôn luôn muốn mình phải nhìn cho đẹp. Đâu có sao, điều đó tốt mà. Nhưng nếu mình hành xử được như vậy với cái thân tướng của mình thì mình cũng nên hành xử được như vậy với cái tâm thức của mình. Để chi? Để tâm hình nó giống nhau. Không thôi thì nó chỉ được cái tướng mà nó không được cái tâm. Cũng giống như là có cái hoa, nó có sắc nhưng mà nó không có hương. Còn nếu cái hoa mà nó có sắc có hương thì hoa này có nhiều giá trị hơn. Nếu lời nói mình nói mà mình làm tương đồng thì lời nói và việc làm mình có giá trị hơn. Hoặc là mình nói những điều gì nó thiết thực cho người ta thì cái điều mình nói nó make sense, nó thiết thực hơn. Tại vì nó nói, mình nói mà ta làm được. Còn mình lý thuyết mà cuối cùng ta làm được gì hết thì nó được 50% là phần mình thôi. Mình nói thao thao bất tuyệt rất hay, như người nghe ngồi
vỗ tay cảm ơn, đứng dậy và xin lỗi tôi làm không được, thì được 50% của người nói. Thì nó trật đi cái tâm nguyện của mình, mà muốn nói cho người ta hiểu tôi đang làm. Mà mình không có chịu chỉnh cái cách nói mình để người ta nghe, người ta làm theo, thì mình với họ không có cái tương đồng. Cho nên thầy truyền cho trò, và thầy phải nhìn từng học trò thầy truyền sao mà xong cái lớp này rồi đứa nào nó cũng làm được bài. Nhưng mà có thể có cách khác nhau. Chứ ông thầy mà đứng bảng làm đúc giảng bài đúng hết giờ đi xuống, không cần quan tâm học trò hiểu hay không hiểu, thì người thầy này chưa thật sự có tâm với đệ tử học trò. Còn người thầy có quan tâm học trò thì sẽ nhìn xuống. Cái cách nó nhìn, cái cách nó châu mày để hiểu rằng hình như nó chưa hiểu bài mình nói, thì mình sẽ quan tâm em đó. Hoặc thậm chí mình biết bản chất em này nó chậm hơn, cho nên mình thường phải để ý nó nhiều hơn. Và chắc chắn rằng học xong lớp này, em này ít nhất cũng phải hiểu bài mình nói. Như vậy thì không lãng phí cái công của người thầy, thời giờ của người học trò, mà mình làm được cái việc hữu ích. Đó là cả hai điều lợi lạc. Thầy đạt được mục đích là truyền đạt, học trò đạt được mục đích là tiếp nhận. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Cũng giống như mình dạy con mình vậy đó. Mình dạy con mình nhiều khi mình biểu nó làm mà mình quên nhìn cặp mắt nó, mình quên nhìn cái thái độ của nó. Là tại vì trong lòng mình nghĩ mình biểu là nó phải làm được, nhưng mà tại sao mình không để ý chút nữa để nó toàn tâm toàn ý nó làm cho mình. Còn không thì nó chỉ làm vì nó nhỏ hơn mình, nó nghĩ nó là con nó phải làm, nhưng mà cái tâm nó không có trong đó. Cho nên mình nhờ ai làm việc gì để ý người ta một chút, để ý cái nét mặt người ta, để mình hiểu rằng người ta đang vui mà làm, tùy hỷ mà làm, hay là không hoan hỷ mà làm. Nếu không hoan hỷ, nếu mình rất rất cần nhờ, thì mình sẽ tưới tắm thêm để người đó sẽ vẫn làm, nhưng mà sẽ nhẹ nhàng với mình. Còn nếu không, lỡ lần này thôi, lần sau cẩn thận lại. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Tam giới là ba cõi: cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Thí dụ như cái cõi mình đang sống là cõi dục đó. Cõi muốn ăn, muốn ngủ, muốn đủ thứ hết. Ăn, nói đói là ăn. Cho nhiều khi mình nói ăn cho no, ăn để sống, nhưng mà sức mấy, dở ăn không? Ăn phải ăn ngon. Từ đó cái dục này lôi tới dục kia. Chợ tôi ăn cơm phải có miếng canh gì cũng được, có nước nước tôi lua được rồi, mà thử nấu lạc chút gì, canh gì lạc chách. Nghĩa là từ cái dục này lây tới cái dục khác. Muốn tô canh mà hãy được tô canh rồi thì bắt đầu canh gì nữa kìa. Muốn miếng ớt mà ớt không cay, chê liền. Cay mà không thơm. Đâu có gì tội đâu. Nhưng mà để mình thấy được thế nào gọi là dục của cảnh giới này. Có cái áo mặc được ấm được rồi, nhưng mà nếu màu sắc kiểu cọ tôi vẫn khoái hơn. Không có tội gì hết nha. Nhưng mà nói để chúng ta hiểu rằng thế nào gọi là cõi dục. Nghĩa là cái muốn nó không dừng, và chính nó không dừng cho nên nó lôi mình theo. Nó lôi mình theo, và mình đi theo nó như một bánh xe của một con kéo vật kéo xe trong kinh Pháp Cú vậy đó. Mình đấm theo cái đó như con vật nó lôi mình. Trong kinh kể có một cái con lừa đó, nó không chịu đi, ta chở hàng nó không chịu đi. Thì bây giờ người ta muốn cho con lừa nó đi á, thì người ta treo một cái bó cỏ trước cái mõm của con lừa. Thì nó thấy cái bó cỏ sát nè, nó chồm tới nó ăn. Nó chồm tới nó ăn, mà nó ăn được không? Không. Nhưng mà mỗi một lần nó chồm tới thì nó đi một khúc. Nó chồm tới nó đi một khúc.
đi tới nhà rồi, làm hết việc rồi mà bó cỏ vẫn chưa vô miệng. Thì Đức Phật đưa câu chuyện đó để nói giống như chúng sanh mình vậy đó. Có những cái chúng ta đeo đuổi mà chúng ta chỉ chồm theo, nhưng cuối cùng hết một đời mình rồi, chưa gì được hưởng hết á. Có thương cho thân phận mình không? Cái thân phận đua đòi, cái thân phận không có chịu rối rơm theo phận, rối rơm. Đó là vậy thôi. Như vậy khi mà mình đi xuất gia, nghĩa là mình bỏ được cái đó. Để làm chi? Để mình khỏi lụy nó, để mình sống một cuộc đời vẫn có những cái y chang, nhưng mà không có lụy những cái không cần thiết. Tôi cũng đi tu, tôi đâu có móc mắt tôi đi đâu. Tôi giữ mắt này mà khỏi vẽ, khỏi kẻ gì nữa, tôi khỏi mệt. Nó đơn giản vậy thôi. Tôi đâu có dục cái mỏ tôi đi đâu. Nhưng mà giờ mỏ này chỉ để tụng kinh thôi, chứ không để làm gì nữa. Chứ không phải là đi tu rồi dùng đó. Vẫn giữ những cái đó, nhưng mà original. Để khỏi lụy thôi chứ có gì đâu. Tôi đâu có phải là tôi không mặc gì. Tôi mặc nhưng mà đơn giản, một màu và một kiểu, để khỏi cần phải mua sách vở gì để coi kiểu gì nữa không. Và áo dài, áo tràng mặc là không cần phải đo eo. Áo tràng mặc rộng tốt. Tại vì trừ phòng khi những bữa trời lạnh, mình mặc cái áo lạnh bên trong, mặc nó vẫn được. Nhất là các vị nữ thì không nên mặc những chiếc áo tràng quá chật. Mặc phải áo cho nó rộng để nó che thân, không có lộ tướng thô. Đi xuất gia là phải biết mấy chuyện đó đó. Nếu mà đi xuất gia đúng nghĩa, vô học oai nghi là mấy cái đó bị kiểm duyệt trước. Sa di, xuất gia có ba nghĩa rồi phải không? Và sa di có ba nghĩa. Bữa nay quý vị làm sa di đó. Sa di là gì? Thứ nhất là chữ sa di là tiếng Phạn, được dịch có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bỏ ác làm lành, gọi là tức từ. Chữ tức là chấm dứt, chấm dứt cái ác, sống với cái thiện, gọi là tức từ, gọi là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cầu, là cần sách, siêng năng. Tu phải siêng năng, tại vì có siêng năng mới có tiến bộ. Mà nói vậy thôi chứ đâu phải riêng người tu. Bất cứ ai trong cuộc đời này mà không siêng năng thì không bao giờ thành tựu được gì hết. Chư Pháp Hòa hay nhắc hoài, ở nơi thành công không có dấu chân của người làm biếng. Nó có đi đâu mà có dấu chân. Nó làm biếng nó đâu có đi đâu đâu mà có dấu chân. Cho nên ở trên đường, trên con đường thành công không có dấu chân của người làm biếng. Mình siêng cái gì? Siêng ngồi thiền, siêng niệm Phật, siêng làm việc trong chúng, siêng đọc sách, siêng nghiên cứu. Tất cả những cái đó mình phải đầu tư. Chứ không phải là mình siêng nghiên cứu coi xe lúc này hiệu gì tốt, rồi máy móc cái gì đó. Nó không có gì tội, nhưng mà nó không phải việc của mình. Nó không phải việc của mình mà mình mất thì giờ của nó. Thì người tu mà giỏi cái đó thì đâu phải chuyện là đâu có đúng. Người tu phải giỏi chuyện kinh sách, người tu phải giỏi chuyện tu hành. Người tu không có giỏi cái thời buổi lúc này phone hiểu gì tốt, xe hiểu gì tốt, vàng lên hay vàng xuống, tiền đô lên hay xuống, nó không phải chuyện người tu. Chứ còn có gì tội, ví dụ như người ta cần nghiên tìm hiểu cái đó, người ta tìm hiểu đúng thôi, nhưng mà nó không phải việc của mình. Còn nếu có phải làm gì đó, mua sắm cái gì đó cho đại chúng, cho cái chung, thì mình phải tìm hiểu. Nhưng còn để mà chơi cho vui,
để mà gọi là hiểu, mở mang cái hiểu biết về cái mục đó thì không cần. Còn nếu như mình có thời giờ, mình mở kinh, mở sách mà nội cái bộ Phật học từ điển mà mở ra thôi là học mênh mông một biển ở trong. Nội một bộ Phật học từ điển thôi chứ chưa nói gì hết đó. Chưa nói một tủ kinh 250 cuốn này, mấy ngàn bài kinh, tha hồ mà đắm chìm trong đó. Càng đọc càng thích thú, càng đọc càng hạnh phúc. Đâu có thời giờ mình làm việc khác. Và khi mình đọc xong rồi nó thấm trong lòng mình, lúc nào mình không hay. Nhưng mà bão táp trong cuộc đời nó tới, cái tự nhiên mình thấy sao, mình ứng xử được với nó. Lúc này mình thấy, ồ, bây giờ tôi hiểu rồi, thâm nhập kinh tạng. Hồi đó tôi không biết, tối nào tôi ngủ tôi lấy nguyên cuốn sách tôi ụp lên đầu để cho tối chữ nghĩa nó rớt vô trong đầu. Rồi tôi đi hái lá thuộc bài tôi kẹp đầy sách hết trơn. Mà tôi có thuộc cái gì đâu, bị đâu có học đâu thuộc. Thâm nhập kinh tạng. Cho nên sa di có ba nghĩa ha: tức từ, cần sách, cầu tịch. Cầu tịch là gì? Là yêu thích sự vắng lặng. Đó, giống như là tại sao chúng ta cả ngàn người mà cố gắng giữ im lặng. Tại vì cái im lặng của số đông á, nó lại có một cái tiếng hùng lực ở trong đó. Không biết ai cảm nhận được cái đó không? Mà Pháp Hòa nói không biết ai hiểu không đó. Tại vì mình cảm nhận được cái đó, mình thích thú với cái đó, mình rất hạnh phúc với cái đó. Đông mà không ồn, đi trong tĩnh lặng, ngồi trong tĩnh lặng, nó tỏa ra một cái tiếng, nhưng mà cái tiếng nó hùng lực lắm, cái sức mạnh của nội tâm lắm. Và chúng ta gọi cái đó là im lặng. Im lặng sấm sét, thunder silence. Im lặng nhưng mà nó giống như tiếng sấm. Người bước vô thấy cái đạo tràng của mình, họ phải rùng mình. Tại vì họ thấy được năng lực của nội tâm. Tại sao? Tại vì mình không có nói thì không có tổn khí. Mình không có nói là không có tổn khí. Và cái khí mình lưu sức bằng cái khí lực của thiền định, chứ không phải khí lực của cái hơi nói, cái lời nói. Cho nên đại chúng còn mấy ngày cố gắng sống cho được với cái đó, làm cho được cái đó. Vô cả ngàn người ăn cơm, 500-700 người ngồi ăn cơm mà im vắng vắng. Xin thưa quý vị, thấy cái hồi bên Nhật người ta bị sóng thần đó, quý vị thấy cái sự văn minh của người Nhật xếp hàng lấy thức ăn không? Thậm chí thấy cái người lớn tuổi nó bước ra làm sao, nó đang đứng trước vậy mà nó quay ra làm sao nhường, không hề một tiếng nói. Nhưng mà nó tạo năng lực, năng lực để người ta cứ nhìn vào cái năng lực đó mà người ta cảm phục, mà người ta tán thán. Cho nên một trong những cái mà Phật Pháp rất cần mình thực tập đó là sự im lặng. Im lặng không phải là dồn nén, không phải. Nhưng mà im lặng là một sự thực tập để chúng ta bớt tà, giảm được cái nghiệp của nói, của hành động. Tại thường chúng ta sống bằng cái tập nghiệp, tạo rất nhiều những rối rắm, phiền não hàng ngày do cái sự gọi là nhanh nhẩu của mình. Người ta mới nói chưa kịp hết câu là mình nói, biết rồi, chạy đi lấy trật lất. Tôi lấy giùm tôi. Rồi, tôi biết, để tôi lấy cho. Lấy lại gì vậy? Nhanh nhẩu quá. Mình chưa biết người ta nói cái gì là mình đã đoán cái ý người ta mà đem tới nó trật. Và một lần như vậy, hai lần như vậy, ba lần như vậy, lâu ngày tự nhiên thành một thói quen. Thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Nhưng mà có những cái nghiệp cá nhân đó, như anh làm vậy cá nhân đó. Nhưng mà anh đi vô trong tập thể, có một cái cách sống nào đó anh ảnh hưởng người khác, rồi bắt đầu đây là nghiệp của tập thể.
Nghiệp đó tiếng Phạn gọi là karma, mình âm là yết ma, là một hành vi. Hành vi. Cái bữa hôm quý vị truyền giới đó, rồi cái thầy truyền giới, thầy mới hỏi đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Đấy là việc làm của mấy ông ở trên này. Mình biết nhiều đủ, trả lời dạ đủ rồi. Thôi sao biết đủ, dạ bạn con ngồi kế bên là đủ rồi. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa, là hỏi mấy ông thầy trên này nè. Có sự hòa hợp không? Ta hỏi trên này mấy ông thầy có hòa hợp không? Dạ con mới gây dưới lên đó. Cho nên đó là một cái việc làm của bên chư tăng làm. Đó là gì? Việc cần làm để xác định một công việc sắp làm. Công việc cần làm bây giờ là tăng phải hội ý để xác định công việc sắp làm. Nhưng mà tại vì cái mình không có cái không gian, cho nên có những cái việc làm đó, thí dụ có những yết ma người khác không được nghe. Nếu mà yết ma truyền tỳ kheo giới là không có ngồi đông như vậy, chỉ có trong cái hội đồng truyền giới đó thôi. Thì cái ngày mình thọ giới đó, thì cái vị hòa thượng ngồi giữa là hòa thượng truyền giới, chúng ta thường gọi là hòa thượng đàn đầu. Còn hòa thượng thi hành những cái luật lệ trong cái pháp truyền gọi là hòa thượng yết ma. Còn cái người mà sẽ hướng dẫn mình mọi việc trong cái lễ đó gọi là hòa thượng giáo thọ. Thì cái vị thường là giáo thọ là sẽ hướng dẫn cho mình trả lời sao, lại xuống sao. Đúng ra là mình phải có thực tập, nhưng mà tại vì mình lo mình chạy giặt, cho nên là giặt vừa yên cái lo tu liền. Cho nên là không có thời gian thực tập gì hết. Phải thực tập. Ngay cả nói phải nói cùng một lúc, chứ không có được tiếng trước tiếng sau. Nói phải đồng loạt. Thí dụ như hỏi đó là giới thứ nhất, trong suốt 10 ngày này quý vị có giữ được không? Thì phải thống nhất một câu là mô Phật có hay là mô Phật giữ được. Nếu mà không có luyện tập trước ấy, dạ mô Phật có, bên này dạ mô Phật giữ được. Còn cái bên kia nói dạ mô Phật let me see. Để con coi thử coi sao. Thành thử ra dị khẩu nhưng mà không đồng âm. Dị khẩu thì dĩ nhiên miệng ai cũng khác rồi, nhưng mà cái chúng ta cần làm được đó là đồng âm. Thật sự ra cái đồng âm đó để nói lên gì? Nó nói lên được cái sự thống nhất của đại chúng. Rồi trở lại xuất gia sa di, đó là cái điểm đầu tiên người tu làm. Ai muốn đi tu thì người đó sẽ được tiếp nhận giới sa di trước, làm một vị sa di trong 5 năm. Từ 3 năm trở lên, từ 3 năm tới 5 năm. Người nào sớm lắm cũng 2 năm. Trừ những trường hợp đặc biệt, những vị sa di đặc biệt thì 1 năm. Nhưng mà trường hợp thường nguyên tắc, thí dụ cái vị đó đã từng đi xuất gia, hay là vị này còn cư sĩ đã học biết rất nhiều, cái sự mà tu tập của họ rất nhiều, chỉ chẳng qua là còn hình tướng cư sĩ thôi, bây giờ được làm một người xuất gia, nhưng mà cái khả năng vượt trội, thì trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ. Mình có thể cho các vị đó thọ giới liền gì, chẳng qua là không phải thời gian, mà ở cái nơi năng lực của người đó. Còn nếu một người bình thường không biết trời đất gì hết á, vô tu thì ít nhất cũng phải từ 3 cho tới 5 năm làm sa di. Thì mình trong thời gian mình làm sa di, mình thọ 10 giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không gì, không dâm dục, không có tà. Tà nghĩa là có đó.
cái giới thứ ba của người tu và người không tu nó khác chỗ đó thôi. Người xuất gia là bất dâm, còn người tại gia là không tà dâm. Tại vì người xuất gia là không có cái hành vi của người thế gian trong cái đời sống bình thường đó. Cho nên cái giới thứ ba là đã 10 ngày này là không có tà dâm nữa, mà là bất dâm, là không dâm dục. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm, mà cái nói dối đây á, ngoài cái ý nghĩa là chuyện có nói không, chuyện không nói có, đó là cái chuyện đó là nói dối bình thường. Còn cái nói dối mà của người tu mà thường phạm á, lỡ phạm là gì biết không? Chưa chứng quả mà đi khoe là mình chứng quả. Cái này nói dối lớn. Thí dụ như thấy cô đó có 10 đồng, 20 đồng, ví dụ cô nói cô con với cô chở cô đi ra chợ, rồi đi chợ xong lát dụ cô lấy 20, này nói dối bình thường, nói dối ăn trộm cắp lặt vặt thôi. Người ta mất tiền thôi không sao. Nhưng mình đi nói dối mà nói cô biết không? Con ngồi thiền đó, đầu con nổi lên mấy cục, gọi là định con nó trụ vô đó, rồi con được Phật chứng rồi vậy đó. Thí dụ vậy. Rồi mình cho mình như người chứng đạo, để mà ai mà lo lắng cho mình, cúng dường mình thì sẽ được cái sự phước lành đồ thí dụ. Thì cái này gọi là chưa chứng mà cho mình đã chứng, thì mình làm cho người khác hiểu lầm và là có cái tà kiến, thì cái này gọi là đại vọng ngữ. Thì chỉ có hai cái giới đó, ba với tư, giữa người tu và người không tu nó khác chỗ đó. Thường thường người thí dụ bây giờ người tại gia mà đi ra nói chứng ai nghe? Nhưng mà người xuất gia có thể nói, tại người xuất gia có cái tướng sẵn rồi. Giờ chỉ cần có thêm chút mưu mô nữa thôi, cái là người ta tin rần rần liền. Còn người tại gia quý vị nói, chị biết không, Quan Âm hiện vô tôi đó. Đó, tôi nhìn tướng bà đâu giống Quan Âm lắm. Nhìn tướng giống Quan Công hơn. Thí dụ vậy, chứ mình người tại gia mình nói người ta không tin. Nhưng mà người xuất gia nói người ta tin. Quan Âm dựa Phật tổ rồi lên điển rồi vậy. Nhưng mà thực tế là không có mấy cái đó. Quan Âm không có lên điển với ai hết, có điển gì đâu mà lên. Cho nên ai mà lên đồng mà nói điển thì cái nói khác thì mình không dám. Nhưng mà nói là có Quan Âm về là mình xác định được, tại vì mình trong nhà Quan Âm của mình biết Quan Âm không có làm chuyện đó. Còn các vị khác mình không dám. Còn riêng phần nói Phật này về, Quan Âm này về là mình biết chắc chắn là không có. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, hút thuốc là năm rồi. Thứ sáu là trang điểm son phấn. Thứ bảy là đờn ca sướng hát. Thứ tám là nằm giường cao rộng lớn. Thứ chín là ăn phi thời. Thứ 10 là chất chứa tiền của. Nhưng mà nếu mình vì cái bổn phận, mình giao được cái trách nhiệm thủ quỹ, lo cho cái tài chánh của chùa, thì mình làm cái việc đó. Đó là mình vì cái việc chung mình làm, chứ không phải mình đi gom thâu cho cá nhân. Thì đó là 10 cái giới căn bản của một người sa di thọ giới. Thì trong luật gọi đây là 10 giới sa di, gọi gọn là sa di. Hãy nói tới sa di thì có 3 nghĩa, và người sa di thọ 10 giới. Nhưng mà thật sự á, suốt cuộc đời mình đi tu lấy 10 giới này làm nền tảng cho 250 giới về sau này cũng không ngoài 10 giới này đâu. Rồi, người xuất gia, khi mình đi xuất gia thì mình sẽ có hai cái lễ. Một là lễ xuất gia, nghĩa là lễ phủi tóc. Thì cái vị thầy thường ở hồi xưa làm hai lễ khác nhau. Làm cái lễ xuất gia riêng, làm lễ thọ giới riêng. Ví dụ như thọ giới thì cần đợi một cái giới đàn tổ chức cho đông, rồi mình đi tới giới đàn mình thọ luôn. Nhưng mà thầy mình ở nhà có thể xuất gia trước cho mình, làm cái lễ xuất gia cho mình. Trong cái lễ đó nhá kéo, xong rồi xuống tóc cho mình. Thì cái lễ đó gọi là lễ xuất gia, lễ tiếp nhận mình thành một người xuất gia. Nhưng mà chưa thọ giới gì hết, chỉ mới là người xuất gia thôi. Mình chưa có một phẩm vị nào
trong bảy chúng đệ tử Phật. Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cư sĩ mình cũng phải, cư sĩ nam cũng phải, cư sĩ nữ cũng phải. Bây giờ mình là người xuất gia cho nên gọi là hình đồng. Cái hình tướng mình đồng nhưng mà chưa trọn. Thì lễ xuất gia đó, có nhiều khi mình giữ cái người xuất gia chưa thọ giới gì hết, chỉ làm người xuất gia vài năm nếu mình chưa đủ tuổi. Phật Hòa ví dụ á, thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, thầy Chơn Tạng, mấy thầy đó là vô tu hồi 90 tuổi không, cho nên đâu có đủ tuổi thọ giới sa di. Thì đủ thời gian ở chùa Pháp Hòa làm lễ xuất gia thôi, cho phủi tóc, đặt pháp danh xong rồi làm chú thôi, chú tiểu ở chùa vậy thôi. Đến khi đủ tuổi 13 tuổi trở lên bắt đầu mới tổ chức một buổi lễ truyền giới sa di giống như hồi sáng vậy đó. Cho nên thường hai lễ đó sẽ làm rời ra nếu tuổi người đó chưa đủ. Và thậm chí người đó có lớn tuổi nhưng mà mình thấy họ chưa đủ đủ chín mùi để mình làm, thì cái vị đó vẫn phải ở trong chùa chỉ làm người xuất gia cũng chưa được thọ giới, nếu mình thấy vị đó chưa được. Thí dụ giờ vị đó là 50 tuổi vô xuất gia được, nhưng thấy chưa được để thọ giới, chưa kham nổi đâu, thôi cho xuất gia trước đi, ở chùa phục vụ làm việc trong chúng, sám hối, tụng kinh, học luật, khi nào thuần rồi tính đó. Trên lễ xuất gia rồi cái lễ thọ giới riêng. Thì cái lễ thọ giới đó là có ba vị truyền, các vị khác ngồi chứng, làm chứng, chính là ba thầy. Rồi cái việc mà hồi sáng hôm qua mình làm nó hỏi đó là việc trên này các thầy hỏi nhau đó. Tập hợp đầy đủ chưa? Dạ đã tập hợp đầy đủ. Có hòa hợp không? Ai biết. Dạ có hòa hợp. Đại chúng tập hợp hôm nay để làm gì? Nếu mà làm một cái yết ma bình thường thì sẽ không có câu là người chưa thọ giới tỳ kheo đã ra khỏi nơi này chưa. Nếu chuyện quan trọng thì phải hỏi câu đó. Tức là chuyện chỉ có tỳ kheo các vị đã thành thục, một vị được nhận vô hàng tăng bảo rồi mới ở đó được tác pháp yết ma. Người đó là sa di, là thức xoa, là rời khỏi đạo tràng. Nhưng mà ở đây là một yết ma bình thường cho nên lược câu đó. Đại chúng tập hợp hôm nay để làm gì? Dạ để thực hiện yết ma truyền giới sa di tập sự ngắn hạn cho các vị giới tử vậy đó. Rồi sau khi như vậy xong thì bắt đầu mới tuyên bố: xin các vị xuất gia nam nữ hãy lắng nghe. Hôm nay có các vị giới tử xin xuất gia gieo duyên và đã mời được, là trong đạo gọi là cầu được hòa thượng gì đó làm thầy truyền giới cho họ. Nếu điều này các vị thấy rằng hợp pháp, không có gì trở ngại thì xin im lặng. Ai đồng ý thì xin im lặng, ai không đồng ý hãy nói lên. Rồi bắt đầu. Con có ý kiến. Bữa hôm đâu đây nè. Ai vậy? Dễ thương lắm á. Nhớ cho em xem mặt nha. Thật ra cái đó là ta không biết thôi, vì chúng ta thiếu cái phần hướng dẫn đó. Chứ còn nếu hướng dẫn là các vị phải ngồi im, không có được nói lên tiếng gì hết đó. Chuyện của trên này. Trên này ta không chen vô hàng xóm quá trời. Ai mà đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì hãy nói lên. Đây là lần hỏi thứ nhất. Mới thứ nhất là nhảy ra rồi. Mà có nghe cái gì đâu. Rù rì ở dưới. Rồi hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ nhì, hỏi lần thứ ba. Sau ba lần im lặng, tôi đã hỏi ba lần, đại chúng giữ im lặng, nghĩa là đại chúng đã đồng ý. Tôi xin ghi nhận như vậy. Cái chữ ghi nhận như vậy là
Tôi xác định là tất cả quý vị 100% đã đồng ý. Nếu mà sau buổi này mà quý vị ra cửa mà quý vị nói trời hồi nãy tôi đâu có chịu đâu, mà tại vì tôi thấy im lặng tôi nín theo, cái này là phạm, phạm pháp. Nghĩa là mình đã phá đi cái sự hòa hợp của một buổi họp. Tại sao người ta cho anh biểu quyết, anh không biểu quyết, rồi bây giờ anh đi ra anh nói ngược lại, thì không nên. Cho nên thường cái việc gì quan trọng là sẽ ba lần thưa, phải không? Ba lần thưa. Và quan trọng là một lần trình và ba lần hỏi, hỏi ba lần. Đại ý là vậy. Cho nên cái pháp đó gọi là pháp yết ma. Chữ yết ma nó được phiên âm từ chữ Phạn là karma. Ở trong trường hợp này thì cái chữ karma này được dịch là biện sự tác pháp. Nghĩa là việc là cái công việc của chư tăng đều từ đây mà xác định sự việc, tại vì có cái hội ý. Còn cái nghĩa đen của nó là karma, nghĩa là hành động. Và hành động này không phải là hành động của một cá nhân, mà hành động này là hành động của một tập thể. Giống như mấy ngày nay mình làm việc gì mình cũng làm chung với nhau, trong đại chúng quyết định như vậy. Pháp Hòa mặc dù nể cả thì các vị nói ô thầy cứ soạn chương trình, nhưng mà soạn chương trình rồi đâu có dám in ra, đâu có dám phổ biến, phải chạy lên gặp hết tất cả chư tôn đức tăng ni và trình. Nó do hoàn cảnh như vậy cho nên con tạm thời soạn chương trình như vậy, con xin đọc lên để quý ngài góp ý. Và nếu mà các vị không góp ý gì nữa thì giờ các ngài đã liễu tri và hoan hỷ thì con xin mới dám in ra và phổ biến. Còn nếu không các ngài phải góp ý. Thí dụ vậy. Đó là gì? Đó là một, cũng là một hình thức yết ma đó. Nhưng mà có tính cách không quan trọng thì mình trình thưa để cái tập thể này, cái hành động của tập thể này nó thống nhất với nhau. Cho nên các cái ban làm việc cũng vậy. Ban hành đường, ban rửa dọn, ban hương đăng, ban vận chuyển, ban trai soạn, các cái ban, nếu đúng là các vị có mặt để đưa một cái chương trình thống nhất với nhau, để khi mình làm là mình làm lên cái tất cả đồng biết cái chuyện đó, à nó vậy đó, tại vì hôm bữa tôi có nghe, tôi có biết chuyện đó. Còn ủa chuyện gì vậy, ôi sao đi vậy, sao đi ngã kia, thí dụ vậy. Tại vì mình không có cái sự thống nhất đó. Ý Pháp Hòa ví dụ về đại chúng hiểu cái gì gọi là nghiệp của tập thể. Một cá nhân mình gọi là nghiệp của một cá nhân, nhưng cái gì mà làm chung và để tội đại chúng cùng một việc với nhau thì gọi là nghiệp của tập thể. Khi mà mình thọ xuất gia rồi và mình thọ giới rồi thì mình được đắp y, bởi vì theo cái hình tướng của đạo Phật á, cái hình tướng của một người tu sĩ của đạo Phật á là đầu phủi tóc. Tóc nó không phải là phiền não, nó chỉ là một biểu tượng thôi, nó là một biểu tượng của phiền não chứ tóc không phải phiền não. Nếu nói phiền não, bộ con mắt không phiền não sao? Cái lỗ tai mình không phiền não sao? Cái miệng mình không phiền não sao? Nếu mà nói phiền não thì con người mình mắt tai mũi miệng gì, chỗ nào nó cũng là cái chỗ gây sóng gió hết. Nội cái con mắt mình nhìn ta thôi cũng gây sóng gió mà. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Thí dụ vậy. Rồi cái người kia mà nếu mà thấy không nhìn tôi sao biết tôi nhìn. Thí dụ. Cho nên mắt tai mũi miệng của mình cũng là cái chỗ để có tạo phiền não, gây phiền não. Nhưng ở đây lấy cái này làm biểu tượng. Như vậy phải nói là tóc là biểu, là một trong những biểu tượng của phiền não, chứ không phải tóc là phiền não. Nhưng mà tại vì nó là cái chỗ mà nó rối, nên tóc là không chảy là nó rối. Đó. Và đồng thời nó trên đầu mình, cho nên sáng nào cái chuyện đầu tiên là mình phải chải chuốt nó.
Cho nên để một trong những cách đơn giản hóa cuộc sống của người xuất gia theo Phật giáo thì chúng ta phủi tóc đi. Phủi tóc để chúng ta giảm đi những cái điều phiền toái không cần thiết. Và cũng là một cái hình thức, bây giờ cái tướng anh nó nhìn không giống ai hết. Cho nên anh không thể làm những cái việc gì mà nó không đúng đạo đức của một người xuất gia. Do cái tướng đó mà nó giúp. Cho nên cái tướng này là cái đầu phải tròn. Rồi bây giờ bắt đầu, hễ anh có tướng thì bây giờ anh phải có y phục. Uniform mà. Anh làm ở hãng nào nó có uniform hãng đó. Anh vô làm bác sĩ phải khoác cái áo màu trắng bác sĩ lên. Mặc dù ở trong anh mặc một bộ đồ thật đẹp, cái áo trắng này nó đơn giản, nó không có gì, nhưng mà phải mặc lên để người ta biết mình là bác sĩ. Chứ không thôi người ta tưởng mình loại sĩ. Còn anh phải mặc cái này lên để người ta biết anh là người xuất gia. Như vậy thôi. Bây giờ anh đã đi xuất gia rồi, anh phủi được cái tóc rồi, anh mặc được cái y rồi. Về cái tướng là anh có rồi đó. Tướng là thầy các chư tôn đức, hội đồng thập sư đã cho anh được cái tướng là đầu tròn, áo vuông rồi đó. Rồi bây giờ truyền thêm cho anh cái giới nữa để chi? Để anh trao dồi cái tâm anh. Để chi? Để thân tướng tâm của anh nó tương đồng với nhau. Tâm anh tu, tướng anh tu. Tướng anh là tướng người tu và tâm anh thể hiện tâm của người tu. Và đời sống anh bắt đầu từ bây giờ là đời sống của một người xuất gia. Anh đã chấp nhận con đường này. Và con đường này là con đường đó, vậy đó. Phủi tóc, đắp y, ôm bát. Và các vị nhận cái bát này để nuôi thân mạng mình, vì ăn cơm là tự biểu tượng cho một bữa ăn của mình. Và mình lấy đủ bữa ăn cho mình, cho nên kêu gọi là bát. Chữ bát là mình nói tắt, nếu nói đủ là bát đa la, được dịch nghĩa là vật dụng đựng thức ăn vừa đủ theo cái sức ăn của mình, gọi là ứng lượng khí. Ba chữ thôi. Ứng là ứng hợp, lượng là trọng lượng, khí là cái vật. Cái vật này đựng thức ăn đủ liều lượng, đủ cái sức ăn của mình, ứng được, ứng hợp được với sức ăn của mình. Ví dụ như mình ăn một vá cơm thì mình múc một vá cơm, ăn chút xíu lấy chút xíu, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, gọi là ứng lượng. Thì cái này là cái bình bát. Người tu là lấy bát này để đựng thức ăn, nuôi cái thân. Cái giới mình thọ là nuôi cái tâm. Cái y này để nuôi cái tướng. Cái thân, cái tâm, cái tướng có cái để nuôi mình hết. Nhưng mình nuôi trong chánh pháp. Trên cái y này, y của Sa Di á, gọi là man y, M-A-N, man y. Chữ man là gì? Nó có nghĩa là y trơn, y không có một cái thỏ ruộng nào hết, y chỉ là một cái tấm, một cái miếng đất bình thường chưa có được thành khoảnh. Cái này gọi là man y, nghĩa là y chưa có điều tướng, có khi gọi là vô điền tướng y, không có cái tướng của những miếng ruộng. Nó chỉ là một cái, một miếng vải, một miếng đất trống. Cũng giống như giờ mình đi mua đất trống thông thì nó rẻ tiền hơn là mua miếng đất mà nó đã có hạt giống, nó đã được thành khoảnh, thí dụ vậy đó. Thì mình mới tu mà, giống như người mới có mua, có tiền mua sắm được miếng đất thôi, chứ chưa làm gì trên miếng đất hết á. Mang y. Chữ mang á, không có chữ G phía sau, chứ không phải mang là đeo. Chữ mang y này là cái y không có cái tướng ruộng phương, không có cái điều. Mang y. Thì người ta hỏi Sa Di đắp y gì? Sa Di đắp mang y. Cái phía trước này
Cái phía trước này gọi là cái bần bà. Bần bà là bà già nghèo. Đây là cái kỷ niệm của bà già nghèo với Đức Phật. Tại vì lúc đó các vị gom vải lợi để may y cho Phật, người cúng miếng miếng vậy đó. Thì bà già nghèo này nghe tin các vị đang gom vải may y cho Phật, thì bà cũng mang đến một miếng vải để cúng. Thì Ngạ Nang không có nhận. Ngạ Nang nói vải may y cho Thế Tôn đã đủ, xin phép không có nhận thêm. Thì bà hơi buồn. Thì Đức Phật ngồi trong thất nghe được câu chuyện. Ngài bước ra, Ngài không muốn phụ lòng của một bà già nghèo mà vẫn có tâm. Cho nên Đức Phật nhận tấm vải đó và nói với Ngạ Nang, hãy lấy tấm vải này chồng lên nữa trên cái lớp y đã đắp và đặt miếng vải đó là bần bà. Cho nên bây giờ á, cho nên bây giờ mình đắp, mình đóng y, mình may y, mình cũng kỷ niệm cái chuyện đó. Nhưng mà mình điệu hơn, mình may cho nó có hình, có dáng, rồi đạp chỉ rồi lên. Đây là mình xí soạn, mình thêm, chứ thật sự là một miếng vải thôi. Một miếng vải vuông cũng được nữa, không nhất thiết phải cắt theo cái hình này nữa. Ở ngoài Bắc ta may cái bần bà này một miếng vuông vậy thôi. Thì mình sẽ mới, ủa tại sao cái y mình phải may thêm miếng vải này chi? Ha, giờ biết được câu chuyện rồi. Đây là miếng bần bà. Đây nè, thấy không? Và khi mình xếp cái y của mình á, là mình thấy cái miếng này ở ngoài là mình biết là mình xếp đúng. Còn không đúng là mình nó nằm đâu là miếng nó trật rồi đó. Cái thứ hai là quý vị thấy cái y á, nó có cái viền ngoài này không? Giống như đạp chỉ thành, đây là gì? Đây là cái thành, thành y, để biểu tượng cho ruộng phải có bờ đê. Để làm gì? Để phân biệt cái phạm vi của mình. Người tu nó có giới hạn của người tu. Có những việc người tu không được quá giới hạn. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ bây giờ quý vị tu có 10 ngày thôi, thì quý vị cũng phải có phạm vi của 10 ngày này. Thí dụ nè, phòng nào của nam thì nam ở, phòng nào của nữ, nữ ở, không có được qua lại. Ví dụ hai người bạn đời đi tu chung mà share chung một cái villa. Villa là cái vali. Đi te te vô khu vực của người nam, hỏi cô đi đâu đây? Dạ con kiếm chồng con. Trời ơi, chồng con gì đây? Đi tu rồi. Phải không? Nếu mà mình hiểu là nhờ một thầy, một chú, và con nhờ thầy vào trong cái phòng bên nam, phòng phía đó đó, kiếm giùm người bạn của con, nhớ dùng chữ cho đúng, bạn thôi. Còn nếu dễ thương nữa, con kiếm sư huynh con. Ai mà cạo cái đầu lắm cái, con kiếm chồng con. Chồng vợ gì đây nữa? Thật ra có tội gì không? Do cái thói quen thôi. Tu mới có mấy ngày mà. Hiểu ý không? Mình tu, nhưng mà mình đã gieo duyên thì mình gieo từng lời, từng câu, từng cách, để cái duyên đó nó đậm từ cái hành vi, cho nó gọi là oai nghi đó. Quý vị phải tập cho được, gieo cho được cái oai nghi của người tu. Lâu lâu thấy mình hơi lật đật, dừng lại, chậm lại. Mà chậm cũng chậm đúng lúc thôi, tự nhiên về. Có người thì quá lăng xăng,
Có người thì chậm chịu không nổi. Mình đâu cần thiết, cứ bình thường thôi. Nhưng mà phải để ý cái đó. Một trong những cái quý vị cần làm đó là nên để ý cái oai nghi của mình, cái đi đứng của mình. Thí dụ mình đi vô trễ, cứ nhẹ nhàng đi từ từ, không cần phải lung khung phải chạy. Nó không có đúng cái tác phong của người tu. Một khi mình đắp y lên rồi là tay mình phải cung thủ, cung thủ để cái y của mình nó đẹp ở trên thân tướng của mình. Gieo duyên mà, không phải chỉ ngồi đây mới gieo duyên, mà suốt 10 ngày này tất cả mọi cách sống của mình phải đúng cách của người tu. Cho nên tối ngủ đừng có làm hai cái bánh cuốn. Tại vì sau khóa tu rồi em lượm bánh cuốn nhiều lắm. Thật ra Pháp Hòa xin thưa là không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà nếu mà mình, ngay cả bộ đồ, nếu mình đi cái khóa tu này đặc biệt á, nên sắm cho mình vài bộ đồ bộ, đồ bộ mặc tu đó, đồ vặt hò. Tại chi mình chưa làm được cái này, mấy cái khác mình làm được. Kiếm bộ đồ mặc, ban ngày mặc về, tối thay cái quần xà lõn. Đâu được. Dù ở trong chúng đâu sao, phòng nam không à, cũng không được. Nó không phải là y phục của người xuất gia. Người xuất gia dù có ngủ cũng vẫn giữ y như vậy. Thí dụ có đi ngủ cũng mặc cái bộ đồ vặt hò, chứ không có khác. Tại vì không để cho tâm mình sanh tâm mông lung. Mà hễ cái tướng cái hình nó hay tác ý, mà cái gì tác ý thì nó sẽ đi tới hành động và khẩu. Cho nên mình đừng để người ta tác ý. Vì vậy mà xin phép đại chúng, đây là luật, là oai nghi thôi. Thí dụ mình ăn chuối, không có cắt trái chuối ra, để nguyên đó, mình để cây dao kế bên trong cái lúc mình đi lấy đó, tùy ai ăn trọn trái thì lấy. Xong rồi mình về mình lấy cái muỗng, mình sắn chuối mình ăn, không bao giờ cầm trái chuối cắn. Đó là cái hình ảnh để chúng ta không tác ý. Và hồi xưa các cụ á, tại sao nó là không cho đem chuối lên bàn thờ cúng, đâu có gì đâu cứ. Nhưng vì các vị kỹ, không muốn người ta tác ý. Cái tác ý nó quan trọng. Vì vậy cho nên mình sống trong đời sống hàng ngày á, mình hành xử cũng không để người khác tác ý. Người ta tác ý, người ta hiểu lầm mình, dù là tốt hay xấu, mình cũng có cái phần lấn cấn và rối rắm. Thí dụ mình tạo cái tình cảm người ta hiểu lầm, là bắt đầu nó sanh rối rắm theo cái kiểu tình cảm. Nhưng mà mình tạo cho người ta hiểu lầm trong cái phiền não thì nó sẽ là rối rắm trong phiền não. Cái nào nó cũng là phiền não hết. Nhưng mà một cái phiền não êm ái và một cái phiền não không êm ái. Mình tạo xong người ta về tới nói, trời ơi nhắm mắt lại, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Đó là mình tác ý cho người ta có một cái tư tưởng tình thương ở trong đó, mà nó không cần thiết. Nó chỉ làm cho vướng bận đường tu của mình. Giống như ngài Ngọc Lâm Quốc Sư á, ngài đâu có cái cố tình tác ý gieo tình cảm với lại cô tiểu thư đâu. Ngài cố tình ngài chống đó chứ. Nhưng mà vì
cái nam nhi của ngài đã làm cho cái cô kia động lòng. Và cô đó bắt đầu để ý thương thầy. Tại vì người ta cổ cho người tới biểu hòa thượng phải dọn dẹp. Thiên kim tiểu thư tôi sắp tới. Thiên kim tiểu thư ăn thua gì? Ta là vạn kim hòa thượng. Tại vì thiên là mới có ngàn à, vạn là tới 10.000 luôn. Nói cô kia cũng nói tiểu thư của tôi là thiên kim tiểu thư, ta là vạn kim hòa thượng. Về mép lại, trời, ông thầy nào mà lớn lối ha. Tới hồi xong nóng nảy đi vô chùa muốn biết ông thầy đó là ai. Tới hồi gặp ông thầy rồi, sắc đẹp của thầy đã làm cho cô, dạ con chào thầy. Hồi nãy là định là ăn thua đủ với thầy đó, nhưng mà khi gặp thầy rồi, dạ con ăn thua thiếu. Con không cần phải đủ nữa. Cho nên khi mình đắp y mặc áo, đó là điều thật xa. Thưa đại chúng, một mình có mình làm gì không ai biết. Nhưng nếu mình phóng túng thì mình lại mất cái duyên đó. Thì mai mốt mình bị khuyết duyên. Duyên á, thì nó có đầy, nó có thiếu. Ví dụ người ta có 1 đồng, mình có 99 sen, thiếu 1 sen. Thí dụ vậy, cái đó là khuyết đó. Bây giờ mình được đi xuất gia, nhưng mình lại khuyết cái là không có thầy lành bạn tốt. Rồi mình cũng có thầy có bạn, nhưng mà thầy bạn không quan tâm. Đó là thiếu duyên. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta tu tập phải cố gắng đem cái tâm mình vào mỗi việc cho nó tròn cái duyên. Thí dụ ha, quý vị làm hương đăng cúng Phật làm cho tròn, không có làm ẩu. Nấu ăn cho chúng nấu cho tròn. Làm bất cứ việc gì, mặc cái áo mặc cho nó đàng hoàng. Đắp cái y đắp cho nó đúng, xếp cái áo xếp cho nó ngay. Đôi dép mình về phòng để cho nó ngay. Tất cả cái đó là mình đang tập làm cái oai nghi của người xuất gia. Tại người xuất gia có 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Đi phải từng bước vững chãi, gọi là hành như phụng. Hành như con phụng đó. Đi như con phụng gọi là hành như phụng. Ngồi cho thẳng cho vững, gọi là tọa như chung. Ngồi vững như cái chuông vậy đó. Tọa như chung, chung là cái chuông. Hành như phụng, tọa như chung. Còn đứng cho thẳng, gọi là trụ như tùng. Đứng thẳng như cái tùng. Còn nằm thì phải ngọa như cung. Ngọa là nằm, cung là cong. Nằm á, là mình nằm cái kiểu mình nằm nó nghiêng, và không có nằm ngửa, không có nằm sấp. Lâu lâu mình mỏi mình trở người, nhưng mà sau đó rồi mình trở về đúng cái vị trí ngủ đó. Để chi? Để không có tác ý thôi, chứ không có gì hết. Pháp Hòa nói như vậy là giống như Pháp Hòa nói là mình ở ngoài một mình buông lung không ai biết. Nhưng mà lâu ngày mình sẽ thành một thói quen của cái đời sống đó, và mình mất đi những cái duyên mà mình thúc liễm đó. Cho nên mình tu tập không có gì hơn là tự mình phải nỗ lực với chính mình. Mình không nỗ lực với chính mình thì con đường tu của mình nó không có thể tiến được. Mình nương bạn là tốt, mình nương thầy là tốt, nhưng đó chỉ là cái nương để mình học thôi. Chứ còn cái sự tiến vẫn là phải tự mình. Pháp Hòa ví dụ, mỗi khi mình lên tụng kinh, mình nhìn thầy thỉnh chuông thỉnh mõ, rồi mình tụng kinh á, mình nương theo tiếng chuông tiếng mõ của chuông mõ mình tụng. Nhưng nếu mình không tự luyện giọng thì mình mãi mãi không có giọng tụng.
tiếng mõ tiếng chuông là để mình nương, nhưng bây giờ thử giờ thả ra, không chuông không mõ mình tụng được không? Tụng vẫn vững như thường, tại mình nắm được cái nhịp rồi. Đó, thì Pháp Hòa nói vậy đó, nương là vậy đó. Mình nhìn theo, mình thấy theo, mình làm, nhưng không quên cái quan trọng nhất của mình, đó là cái sự tự thân mình phải nỗ lực. Cho nên hôm đầu ngày đó, hôm đầu khóa đó, Pháp Hòa có nhắc đại chúng là hôm nay tất cả chúng ta đã phát tâm rồi, nhưng mà chúng ta phải phát tâm gì? Dũng mãnh. Phát tâm dũng mãnh nghĩa là quyết chí, phải có cái sức mạnh của nội tâm. Không thì chúng ta dễ lui sụp, mà cuối cùng nhìn lại hình như mình lui toàn những chuyện không cần thiết, rất là nhỏ nhặt. Không phải là chỗ ăn chỗ ngủ thì là cái phiền não lặt vặt. Tại sao tôi để cái này đây, chị dời của tôi, chị phải tôn trọng đồ đạc của tôi thế này thế đó, không có gì hết. Nhưng mà là mai có bốn người thôi đó, mai có bốn chúng sanh thôi đó, mà trừ chúng sanh mình ra là còn ba chúng mà. Đó, rồi mình làm sao mình hành hoạt, mình điều độ được. Cho nên mình ăn cái gì mình cũng muốn ăn cho điều độ hết, nhưng mình không điều độ được cái tâm thức của mình. Nóng nảy bất chừng, buồn vui bất tử, tức là mình không điều chỉnh được thân tâm. Thì mình tu cũng có, năm tháng tu hành thì có, nhưng mà sự điều chỉnh ở bên trong thì không. Giống như một cái máy rất tốt, nhưng mà hình như cái hệ thống điều chỉnh nó không có tốt. Bấm cái nó on luôn, tuốt trên trời, còn không nó off luôn, chứ nó không có điều chỉnh gì được hết. Thì như vậy cái máy này không phải là máy tốt. Thì hôm nay bổn phận của Pháp Hòa không phải là những bài thuyết pháp cao xa. Bổn phận Pháp Hòa là chịu trách nhiệm về cái sự sinh hoạt đời sống một hành giả tập tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ và năm nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại những cái câu, những cái việc bình thường của người xuất gia. Sa di, chữ xuất gia, chữ sa di, và người xuất gia chúng ta cần phải thực hiện những cái gì, và trong đó nhất là khổ ai nghi, đi đứng ngồi nằm cố gắng hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng và ngọa như cung. Nếu mà thí dụ mình lỡ mình đi nhanh nhẩu lật đật, nhớ lại tự chậm cái bước chân mình lại. Nhiều khi mình, nếu mình dừng lại được, mình thấy mình rất là lăng xăng, và cái lăng xăng của mình nó thành một thói quen rồi. Đó là mình gieo duyên đó, thấy không? Bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Và chúng ta cố gắng thực hiện cho những cái câu như là: đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm vậy đó. Tức là mình đắm chìm ở trong đó rồi nó trôi mình đi đâu đi. Thí dụ như vị nào tối ngủ không được á, nằm niệm Phật, còn không ngồi dậy ngồi thiền. Hoặc là mình nằm im mình niệm Phật để cho giấc ngủ. Không cần thiết đừng xài điện thoại, đừng lướt Facebook, đừng coi mình quăng cái hình lên hồi chiều, mình cảm thấy nó cũng đẹp lắm mà sao không thấy ai quăng bông quăng tim vậy hết trơn. Rồi mình còn thêm câu everybody home. Có ai ở nhà không? Tôi quăng hình tôi lên mà sao không có nghe tin tức gì hết trơn. Đại khái vậy. Nó không cần thiết nữa. Mình không giảm được những cái duyên đó, và cứ một 5 phút thì mình sẽ mất đi 5 phút. Và đại chúng nhớ là một tiếng ồn là cái gai của sự thanh tịnh. Đức Phật có dạy một bài kinh là cái gai. Thì trong đó là sự ồn náo là cái gai của sự thanh tịnh. Giờ phút nào mình cần có một sự thanh tịnh tập thể, cố gắng
có được một năng lượng đó. Mình tu á là mình làm được hai việc: có khả năng thấy khổ đau và giảm khổ đau. Chưa dám nói chấm dứt ha, nói giảm đi. Thấy khổ đau và giảm khổ đau, và có đủ năng lực chế tác bình an. Giống như mình đi học, mình có khả năng giải được bài toán và có khả năng tự tạo một bài toán. Có khả năng nấu và có khả năng chế biến. Có khả năng hát và có khả năng sáng tác. Có khả năng đọc thơ và có khả năng làm thơ. Có khả năng ngâm thơ, làm thơ. Có khả năng ngắm nhìn một bức tranh và cũng có khả năng làm một họa sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần làm một việc thôi: có khả năng thấy được cái khổ đau của chính mình, cũng giống như là có khả năng thấy cái dở của mình, và có khả năng làm cho mình đẹp hơn. Xin thưa đại chúng, là đơn giản là mình có khả năng thấy mình chưa đẹp và có khả năng tô điểm làm cho mình đẹp. Đẹp không phải để làm gì, để hấp dẫn ai, nhưng mà để nó dâng cho đời một cái đóa hoa, một cái gì đó tươi mát. Thật ra cái bàn này đâu cần bình hoa, nhưng nếu có bình hoa, tức khắc cái bàn này nó sẽ có một cái giá trị của nó. Mình tu đâu cần chiếc áo, nếu nói là tu đúng, nghĩa là tu rốt ráo của cái tu, nhưng mình chưa tới cái rốt ráo đó thì phải mượn chiếc áo để mình lần mò tới cái chỗ rốt ráo. Anh đâu cần đi tới khóa tu, ở nhà anh tu cũng được nữa. Nhưng mà thôi, tu thử rồi, tu thử rồi, tu tụng được ngày còn tu ngủ tới 4 bữa. Ở nhà tu cũng làm thời khóa cũng ghê gớm lắm chứ, mà rốt cuộc tu giữ được con khóa. Khóa nào? Khóa buổi trưa lúc ăn cơm. Tức là mình rớt. Vì sao? Vì mình không có đại chúng cái năng lực tu chúng. Cho nên đại chúng để ý, mình tu với cái chúng, đại chúng có cái năng lực lớn lắm. Và mình phải thấy rằng mình có một cái duyên lành lớn lắm, mình mới đến được cái con đường tu tập, chứ không phải không đâu. Pháp Hòa đã thấy rồi, nhiều khi mình thấy vậy, nhưng mà không phải ai muốn tu cũng được. Tại vì muốn làm người dở thì dễ, chứ làm người lành khó lắm. Muốn làm người không biết chữ thì dễ thôi, khỏi học là khỏi biết. Nhưng nếu làm người biết chữ mà biết đọc chữ, mà biết đọc những chữ gì hay để đọc kìa, chứ chữ thì ai biết đọc. Nhưng mà khổ nổi mình cứ đọc những chữ nó không lành mạnh, thì mình sẽ đưa vào tâm thức mình những chữ nghĩa không lành mạnh. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói với các chú, nếu một ngày mình đọc một trang sách, không cần nhiều, một trang thôi, không lẽ trong trang sách đó mình không lượm được mấy chữ sao? Cứ như thế mà làm. Hồi chiều này tự nhiên qua khởi một cái ý, Pháp Hòa nói chắc phải khuyến khích đại chúng, ai có thời gian tự mình thực tập, lấy cuốn Ngũ Bách Danh ra, Quan Âm ra, tự mình kiếm gốc nào đó, mình lễ bái Đức Quan Âm theo tự thân tâm của mình. Mà nếu ai cũng nỗ lực mà tu, đạo tràng ráo riết tu, thì tự động mình có cái chỗ để mình trụ, thì mình không bị phóng tâm ở chỗ khác. Bữa nay là 5 tay rồi, mai 6, 7, 8, 9, 10, mình còn 5 cho tới 6 ngày. Nếu mình lấy cuốn Ngũ Bách Danh Quan Âm mà mình lại 1 ngày 100 thì có 5 ngày là mình xong. Còn không có thời gian, sáng kiếm giờ 50 lại, tối kiếm giờ 50 lại, còn hơn mình rong ruổi, không cần thiết. Cho nên phải tu ráo riết. Và cái tai nạn vừa rồi cũng là một tiếng chuông, một tiếng trống để thúc giục mình thấy cái gì ở một cái cơn gió đó. Cho nên
có cái bài mà tán dương cái người đi tu á. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Cạo sạch mái tóc. Một người đi tu là bước lên một cái bước rất là rộng rãi, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Một tâm của người xuất gia mà khởi lên thôi thì mười phương thế giới phải chấn động. Tại vì làm một cái việc mà không phải gì dễ, ai cũng có khởi tâm và làm được. Thôi thì chúng ta kết thúc ở đây để nghỉ ngơi. Và ngày mai chúng ta sẽ thức dậy lúc 5 giờ và 6 giờ chúng ta vào thời khóa. Xin đại chúng chắp tay, không có vỗ tay gì hết, chắp tay xá thôi. Bữa khác mình sẽ nói thêm về cà sa bịch bát ha. Rằng quý vị nhớ cách bắt ấn chưa? Cúng dường nha. Mình không, hồi sáng này còn người, còn nhiều người còn lộng cộng đó. Tay trái bắt ấn này, tay phải bắt ấn này.